Bộ Y tế thu hồi văn bản về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc y học cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu. Ông Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền cho biết, Cục đã phối hợp với các vụ cục liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ thực hiện thủ tục thu hồi công văn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc y học cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu do Bộ Y tế ban hành ngày 24 tháng 7 năm 2021 theo đúng quy định. Liên quan đến thông tin về công văn số 5944 BIT-IHCT về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc y học cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu do Bộ Y tế ban hành ngày 24 tháng 7 năm 2021 đang được dư luận quan tâm, sáng ngày 26 tháng 7, ông Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền cho biết, để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế về việc sử dụng các bài thuốc y học cổ truyền và các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu phục vụ cho công tác phòng dịch COVID-19, Cục Y Quản lý Y dược cổ truyền đã nhận được sự ủng hộ các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu của một số doanh nghiệp hỗ trợ trong thời gian diễn ra dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Cục đã thành lập hội đồng chuyên môn xem xét, đánh giá thành phần công thức của các sản phẩm mà các công ty ủng hộ cũng như những chế phẩm của hai bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công an và y học cổ truyền quân đội đưa vào điều trị hỗ trợ điều trị nhằm chăm sóc y tế cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến của Bắc Giang cho thấy kết quả bước đầu an toàn và có hiệu quả. Trong đợt dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực phía Nam, để kết hợp các phương pháp của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe, Cục tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo bộ và bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại phía Nam về việc tiếp nhận sự hỗ trợ các sản phẩm y học cổ truyền và sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu để sử dụng phù hợp cho những người là F1 đang cách ly tập trung và F0 không có triệu chứng hoặc mức độ nhẹ và vừa. Đồng thời, Cục cũng đã hướng dẫn các đơn vị y học cổ truyền trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tham khảo, nghiên cứu để có thể xây dựng các bài thuốc y học cổ truyền và tiếp tục đánh giá tính an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi công văn số 5944-BIT-IHCT được ban hành, chúng tôi đã nhận được một số thông tin phản ánh về một số nội dung chưa phù hợp, gây hiểu nhầm, có nguy cơ tích trữ, nâng giá bán, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và tâm lý người dân. Sau khi tiếp nhận các thông tin phản ánh và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế liên quan đến công văn 5944-BIT-IHCT, chúng tôi đã rà soát lại nội dung với vai trò là cơ quan tham mưu Cục Quản lý Y dược cổ truyền nhận thấy đây là sơ suất trong quá trình soạn thảo, tham mưu trình lãnh đạo bộ ban ngành, dẫn đến một số nội dung chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Cục đã phối hợp với các vụ cục liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất lãnh đạo bộ thực hiện thủ tục thu hồi công văn theo đúng quy định, ông Nguyễn Thế Thịnh cho biết. Ông Nguyễn Thế Thịnh cho biết thêm, lãnh đạo Bộ Y tế cũng giao Cục Quản lý Y dược cổ truyền khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát để có hướng dẫn phù hợp nhằm đảm bảo huy động được mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền cũng khuyến cáo người dân không tự tìm mua các sản phẩm dù là thuốc nói chung hay kể cả sản phẩm y học cổ truyền vì những sản phẩm này đều phải sử dụng theo hướng dẫn của thầy thuốc.